Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ án nữ sinh lớp 9 bị sát hại, giấu trong vườn chuối, tại thôn Ngô Hùng, xã An Hùng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em NTG, sinh năm 2009, nạn nhân xấu số, số. Tại tang lễ, đông đảo họ hàng, người dân, bạn bè đến viếng thăm hỏi động viên gia đình. Ai nấy đều bàng hoàng, thương xót và càng thương xót hơn khi nhìn thấy cháu nhỏ chưa đầy 5 tháng tuổi, con của Dê, đang được người thân trong gia đình bồng bế. Theo gia đình nạn nhân, em Dê sinh con vào cuối tháng 12 năm 2023 khi đang học lớp 8. Trước khi Dê sinh con, gia đình đã làm đơn xin thôi học cho em và từ lúc dê sinh con đến nay chưa thấy lần nào toàn người có quan hệ tình cảm với dê cũng là nghi phạm ra tay sát hại em cùng người thân tới thăm hỏi hiện tại cháu nhỏ được bố mẹ nạn nhân chăm sóc nói về quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm một người trong gia đình cho hay mọi người trong gia đình cũng biết dê và toàn yêu nhau biết cháu nhỏ con dê sinh ra là con của toàn khi không liên hệ được với bố dê bố của dê cũng qua nhà toàn hỏi nhưng toàn nói không biết dê đi đâu gia đình cũng không truy cứu gì thêm cũng chưa từng đòi hỏi trách nhiệm gì vì gia cảnh Toàn éo le, Toàn lại cũng chỉ là trẻ con. Sau khi công an triệu tập Toàn đến làm việc, tại cơ quan công an, Toàn khai nhận ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại nhà Toàn đã xảy ra tranh cãi với Dê. Tại đây, Toàn đã làm ngất Dê, sau đó dùng lực tác động mạnh vào vùng cổ của nạn nhân, khiến nạn nhân tắc thở, rồi kéo ra vườn nhà, bỏ vào bao dứa phi tang. Qua theo dõi vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp cho rằng, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và từ lời khai của nghi phạm, luật sư Cường cho rằng đến nay có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm này về tội sát hại người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, theo luật sư Cường, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm học lớp 9 đã trên 14 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Vì vậy, vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi mình gây ra. Luật sư Cường nói, trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Về hình phạt, Luật sư Cường thông tin, trường hợp người phạm tội giết người là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay, sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù trung thân, mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Úc quê Cà Mau, tạm trú tại thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi sát hại người. Phạm Minh Úc là nghi phạm trong vụ sát hại nữ chủ quán cà phê nhàn ở thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu vào trưa ngày 19 tháng 4, người dân phát hiện chị L 38 tuổi chủ quán cà phê nhàn tử vong trong quán cà phê nghi bị sát hại nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các lực lượng điều tra truy bắt thủ phạm gây án. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đối tượng Phạm Minh Úc đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm này khai nhận khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 4, có đến quán cà phê nhàn để massage. Sau khi massage xong, út không có tiền trả cho chủ quán nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó út dùng tay tác động vào cổ chị l đến khi thấy nạn nhân không còn phản ứng mới buông ra, xác định nạn nhân đã tử vong, út đưa nạn nhân lên ghế sofa nằm, lục lấy điện thoại cùng 1,4 triệu đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo tình nghi về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi trích xuất camera an ninh để điều tra và xác định được đối tượng nghi vấn. Camera của quán cà phê cũng ghi lại một phần hình ảnh thời điểm hung thủ ra tay khiến nạn nhân tử vong. Theo đó, hung thủ là nam giới, mặc áo đỏ, quần ngắn, đội mũ đỏ. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ cúp điện, khóa cửa cuốn rồi lên xe máy bỏ chạy. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ Úc khi đối tượng này đang lẫn trốn. Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trên mạng xã hội xuất hiện xu hướng ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Trên đi tìm kho báu 673.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội. Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời, các người muốn của cải của ta ư, ta giấu ngoài biển khơi ấy, người muốn thì ra đó mà tìm. Theo ghi nhận, sau khi có chen ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài viết kèm hình ảnh, video đi tìm kho báu. Luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh là luật sư bảo chữa cho bà Trương Mỹ Lan, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng gửi đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Cục Phát thanh truyền hình, Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và gửi cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an. Trong đơn, luật sư Thanh nêu rõ, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm. Trong suốt quá trình giải quyết, tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan, đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo chen tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung đoạn hội thoại xuyên tạc lồng ghép vào khẩu hình của bà Trương Mỹ Lan có nội dung Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Dạ, chưa ai biết. Vậy bị cáo giấu ở đâu? Khai thành khẩn cho hội đồng xét xử biết để hưởng lượng quan hồng dạ đang ngoài biển ạ. À? Dạ đúng rồi, 600 mấy ngàn tỷ. Theo luật sư Thanh, dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, tạo dư luận xấu làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Lan được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, luật sư Thanh cũng khẳng định không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án. Hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo điểm D khoản 1 điều 8 và điểm A B khoản 3 khoản 5 điều 16 luật an ninh mạng. Để ngăn chặn những tác động xấu cho người dân và xã hội, luật sư Thanh đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai luật sư cũng mong muốn Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website. Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua vẫn đang truy tìm 3 người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Đây là ba luật sư từng tham gia bào chữa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là vụ án được dư luận quan tâm và quen gọi theo tên của các bị cáo, đặt cho nơi ở của mình là tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba luật sư Nguyễn Văn Miến 57 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận, hiện ba luật sư trên không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Trong một diễn biến khác, mới đây Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đặng Định Mạnh và Nguyễn Văn Miến vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.